Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với kênh Sành Đồ Si. Nếu quý vị là những người lần đầu tiên đến kênh Sành Đồ Si thì mọi người nhớ like, subscribe và đồng thời bấm cái nút chuông thông báo bên dưới để biết khi nào Sành Đồ Si sẽ ra những clip mới để chúng ta có những cái lựa chọn trong cái bộ sưu tập quần áo của mình. Ngày hôm nay thì Sành Đồ Si lại lên tiếp cho mọi người các mẫu áo phông khác nhau mọi người nhé. Thì đầu tiên mọi người để ý bên góc trái màn hình đó chính là các mã P27, 28, 29. Thì nó là viết tắt của chữ polo đấy, thì mọi người nhớ mã là P27, 28, 29 đấy. Thì để khi mà mọi người nhắn tin đến Zalo 0337 707 398 để chốt đơn ấy, thì mọi người nhớ cái mã đấy thì Sành Đồ Si sẽ dễ dàng kiểu có thể là chốt đơn và gửi hàng cho mọi người. Bên góc trái màn hình thì lần lượt các dòng chữ vàng sẽ bao gồm size, đó size của từng chiếc áo, bao gồm size S, size M, size L. Thì các size này thì Sành Đồ Si sẽ quy định, có một vài những quy định như sau. Đầu tiên là size S dành cho những quý vị nào mà chúng ta 60 hoặc dưới 60kg. Size M cho quý vị nào chúng ta loanh quanh khoảng 65. Size L cho quý vị nào chúng ta khoảng 70. XL khoảng 75 cho đến 80. Lần lượt bên dưới sẽ bao gồm chiều dài, đó là chiều dài tuyệt đối của áo, không có tính phần cổ áo. Chiều ngang chính là phần ngang ngực và vai chính là phần vai tối đa của áo. Thì trong cái ở số này thì mọi người để ý rằng là cái chữ màu đỏ ở bên dưới đó chính là cái giá. Thì giá này là bao gồm cái phí ship rồi nhá. Chẳng hạn như 300k là bao gồm cái phí ship chiều đi của Sành Đồ Si rồi. Trong trường hợp mọi người không nhận hàng thì hoặc là vì một lý do gì đó chủ quan hoặc khách quan thì mọi người vui lòng thanh toán lại khoản ship chiều về giúp Sành Đồ Si. Chẳng hạn như chiếc mã P27 chúng ta vừa lướt qua, đấy là một chiếc áo chính hãng của thương hiệu Fila. Thì chiếc đấy có giá là 300k đã bao gồm có phí ship rồi. Chiếc đó thì cái condition của nó còn độ khoảng 95%. Tiếp theo thì cái mã P28 chúng ta thì cùng nhau đến thương hiệu Hanes. Hanes là một thương hiệu rất là lâu đời, chuyên sản xuất các quần áo mà rất dễ mặc, dành cho nhiều đối tượng ở Mỹ. Đây là một thương hiệu của nước Mỹ mọi người nhé. Hanes là một thương hiệu của nước Mỹ. Và thương hiệu này cũng có một vài bác cũng sở hữu một vài con quần hoặc là con áo khác từ cái đợt trước trước của Sành Đồ Si bán rồi ấy. Bên dưới thì bao gồm là các thông tin bao gồm đây chiếc áo size M. Chiều dài của nó là 66, ngang là 51, vai là 46. Chiếc này sẽ phù hợp với quý vị nào chúng ta loanh quanh khoảng 65kg. Một lần nữa thì nhắc mọi người rằng hiện tại Sành Đồ Si chỉ chốt đơn qua duy nhất Zalo 0337 707 398 thôi nhé. Nếu có một vài những số Zalo khác cũng hiện tên là Sành Đồ Si thì mọi người đừng có chốt đơn qua đấy, chỉ chốt đơn qua duy nhất số điện thoại hoặc là Zalo 0337 707 398. Chiếc mã P29 của chúng ta thì đây là một chiếc áo đến thương hiệu Light Scott. Thì chiếc này căn bản của nó còn rất là mới, còn khoảng 95% cơ. Đây là một chiếc áo mà cái chất vải của nó mặc rất là sướng mọi người nhá. Chất vải của nó theo kiểu dạng là gần giống kiểu vải gai nhưng mà cái chất nó mềm mại hơn rất là nhiều. Và nó cũng có một cái độ co giãn tương đối nhất định, nên là mặc con này vào sẽ cho mọi người cảm giác thoải mái. Đây là một chiếc áo size L. Chiều dài chiếc áo này là 72, ngang là 54 và vai là 52 mọi người nhé. Và giá là 280k đã bao gồm có phí ship bên phía Sành Đồ Si rồi. Tức là tất cả những cái sản phẩm bên Sành Đồ Si gần như là free ship 100% cho mọi người. Trong trường hợp mọi người không nhận hàng thì như Sành Đồ Si đã nói rồi ạ, vui lòng thanh toán cái phí ship chiều về giúp Sành Đồ Si. Chiếc mã P30 của chúng ta thì đây là một chiếc áo mà Sành Đồ Si cảm thấy rằng là cũng rất là phù hợp để trong cái bộ sưu tập ngày hôm nay. Đó chính là chiếc áo của Đức Tinh Dead. Đấy, Dirty Dead thì đây là một chiếc áo size L mọi người nhé. Chiều dài chiếc áo này là 73, ngang là 50, vai là 48. Chiếc này thì cũng là size L, xét theo cái chiều dài của nó là 73, nhưng mà cũng lại tương đối phù hợp với những quý vị nào mà chẳng hạn như là quý vị khoảng 60 đến 65 cân nhưng mà chúng ta cao ráo một chút, tầm khoảng 1m7 cơ, 75, mặc size L thì nó to. Đấy, thì đây là một trong size L bình thường thì nó to, nhưng mà chiếc này thì lại vừa. Đó, đấy là một chút tư vấn của Sành Đồ Si về riêng chiếc áo này. Con áo Dictinet này thì con này ở Hàn nhé, con này là hàng của Hàn nhé. Và trên chiếc áo này cái màu cơ bản của nó là màu sữa, như mọi người thấy trên màn hình. Và bên cạnh đó thì có các họa tiết voi, có họa tiết voi. Và chiếc áo này là theo 100% cotton mọi người nhé, 100% cotton ạ. Ok, chiếc mã P31 của chúng ta thì đây là một chiếc áo size hơi lớn một chút, sẽ phù hợp cho những quý vị nào mà chúng ta phải gọi là cái thể trạng chúng ta hơi béo một tí thì mặc chiếc này cũng rất là đẹp. Chiếc này là size XL mọi người nhá. Chiều dài của nó là 76, ngang là 59, vai là 52. Chiếc áo này đến từ thương hiệu là Polo Club. Đó, cứ gọi tên ngắn gọn là Polo Club, thực ra là còn
fit với một vài brand khác nữa cơ, nhưng mà cứ gọi ngắn gọn là Polo Club. Thì chiếc áo này là size XL mọi người nhá, và con áo này còn rất là mới luôn, 300k là hoàn toàn xứng đáng với một chiếc áo như thế này ạ. Ở trên cái phần cái túi áo ấy, cái tag ở trên là người ta làm cái tag da mọi người nhá, tag ở trên làm tag da, và con này Sành Đồ Si thông báo rằng là con này còn rất là mới. Ở phần dưới thì họ làm theo cái kiểu xẻ tà như thế này ở hai bên, thì những cái họa tiết polo, ở những cái polo thì thông thường họ hay làm thế. Cái tag này, này cái tag này cho chúng ta biết rằng là à, đây là một con áo được sản xuất tại Nhật Bản. Ok, tiếp theo cái mã P32 của chúng ta thì cùng nhau quay trở lại một vài những cái thương hiệu quen thuộc của chúng ta. Đây là một chiếc áo size M. Chiều dài của chiếc áo này là 68, cái bề ngang của nó 50 và vai của nó là 44. Thì đây là một chiếc áo đến thương hiệu Uniqlo. Chiếc này thì được gia công và sản xuất tại Việt Nam. Với những chiếc áo mới hiện tại của Uniqlo thì giá của nó là 500.000 hoặc hơn một tí, hoặc là xuống một chút. Nhưng mà nó loanh quanh khoảng 500.000. Thì Sành Đồ Si nghĩ rằng là với một chiếc áo, cái condition của nó còn rất là tốt như thế này, 250k đã bao gồm phí ship là hoàn toàn hợp lý với một chiếc áo hiệu của Uniqlo. Mặc dù nó được sản xuất tại Việt Nam thật, nhưng rõ ràng cái chất lượng của Uniqlo trên gần như là Trung Quốc hay là Việt Nam hay là Nhật Bản, Malaysia, Indo thì chất lượng của nó cũng tương đương nhau. Mã P33 của chúng ta thì đây là một con áo rất là đẹp và cực kỳ sáng sủa. Nói như vậy là do cái họ thiết kế thật sự là con này tương đối là bắt mắt nếu mà nhìn bên ngoài đời thật. Con này là một chiếc size M châu Âu mọi người nhá, size M châu Âu, mặc dù chiều dài của nó là 72 thật, nhưng mà Sành Đồ Si cũng chỉ nghĩ đều của con áo size M châu Âu thôi. Chiều dài của nó là 72, ngang là 52, vai là 45, và 350k chính là cái mức giá để quý vị có thể sở hữu được cái sản phẩm này. Đây là chiếc áo đến thương hiệu Golden Bee. Thì chiếc áo này là được thành lập bởi cái brand Golden Bee này, cũng là biệt danh, và được thành lập bởi nhà sáng lập, đó chính là Jack Nicklaus. Thì Jack Nicklaus thì là một trong những tay golf huyền thoại của nước Mỹ. Nếu mọi người search trên Google sẽ biết rằng là Golden Bee này tại Mỹ gần như là rất là đắt hàng, rất là đắt hàng, và các hàng của họ cũng rất là đắt. Như clip trước thì Sành Đồ Si cũng đã cho mọi người tham khảo qua một vài những cái mức giá của một vài những thương hiệu lớn, thì thông thường là mấy mẫu polo của họ thì toàn rơi vào giá độ khoảng từ 80 đô trở lên, là 80 đô trở lên, tức là khoảng 1 triệu 5, 1 triệu 6 trở lên ấy. Mấy con của Lacoste thì nó đắt hơn thôi. Mã P34 của chúng ta thì cùng nhau đến với một thương hiệu. Đầu tiên là mọi người để ý rằng là cái màu này rất là dễ mặc, cái màu sữa này rất là dễ mặc nhé. Cái màu sữa này thì cực kỳ dễ mặc, và ở bên ngoài thì con này cũng màu cũng tương tự như này. Con này đến từ thương hiệu là Polo US, tức là US Polo, tức là cái dòng là ASN. ASN đây cũng là một cái nhánh khác của cái Polo, nhưng mà cái US Polo này nó khác với Polo Ralph Lauren hay là Polo Club mọi người nha. Cùng là những cái sản phẩm dành cho cái bộ môn mã cầu, nhưng mà những chiếc áo này cùng các brand khác nhau thì nó cũng có thương hiệu khác nhau. Đấy, ở trên tay áo thì ở cái áo này thì nó có một cái dấu chấm hơi ố một chút ở bên tay áo, thì cũng đã cho mọi người xem rồi. Sành Đồ Si thì cam kết rằng là mình trung thực trong các sản phẩm của mình, đồng thời là cam kết chính hãng tất cả những cái sản phẩm mà mình hiện tại đang bán, và cũng chịu trách nhiệm với cái điều đấy. Nếu mà có sản phẩm nào mà không chính hãng thì Sành Đồ Si sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn việc bồi hoàn lại tiền cho quý vị. Tiếp theo mã P35 của chúng ta thì cùng nhau với đến với thương hiệu Dunlop. Thương hiệu Dunlop này thì xuất phát điểm của nó là họ làm về các sản phẩm về lốt. Càng về sau thì khi mà thương hiệu càng lớn thì họ bắt đầu nhảy qua thị trường thời trang, và các sản phẩm của Dunlop thì rất là dễ mặc, và cái riêng con này thì chất của nó thì mặc rất là sướng mọi người nha. Chất của nó, riêng con này thì chất của nó mặc rất là sướng. Nếu mà những quý vị nào đã từng chơi những sản phẩm của Dunlop thì sẽ thấy rằng các sản phẩm nào cũng mặc rất là sướng. Con này nhìn thế này thôi chứ ở bên ngoài thì mềm mại cực kỳ luôn. Và con này vào người thì rất là mềm mại, giúp cho cái việc mình dù có làm việc hay là nghỉ ngơi hay chơi thể thao thì nó cũng rất là hợp lý. Và thương hiệu Dunlop thì nói luôn là đánh giá rất là cao riêng về cái dòng jacket. Còn dòng polo này thì Sành Đồ Si cũng trải nghiệm và thấy rằng là có một vài những cái chất liệu của nó, chỉ cần là mình lựa chọn những cái chất liệu mềm mại thì mặc cũng rất là sướng, mặc rất là sướng, không khác gì Nike hay Adidas cả. Và đặc biệt là thương hiệu Dunlop này nó rất là bền, từ
Khi mà nó mới bắt đầu thành lập ra thì nó đã lựa chọn những chất liệu rất là bền, tương đương với cái lốp xe của người ta đấy. Quý vị cứ thấy cái lốp xe như thế nào thì nhựa nam lốp nó cũng duy trì thời gian của mình y như vậy. Mã P36 của chúng ta thì cùng nhau quay trở lại với thương hiệu Golden Bee. Đấy, trên cái tag của Golden Bee, riêng chiếc này thì ở bên ngoài nó đẹp hơn rất là nhiều. Con này phải rất là mới luôn đấy quý vị. Con này thì sẽ dành cho quý vị nào mà chúng ta thích cái kiểu như thế này. Golden Bee này là một cái thương hiệu mà xuất phát từ một tay gôn, nên là cái cách thiết kế của nó cũng mang một tí gì đó hơi có nghệ thuật và thể thao ở trong này. Tức là nhìn con áo nó rất là lịch lãm, rất là lịch sự, nhưng mà cái cách tân hay của họ đó là họ không có hoàn toàn 100% là sử dụng cốt tông, mà họ thêm vào đó một vài những cái chất liệu mà mang cái tính mát mẻ hơn khi mà chúng ta khoác vào. Đồng thời cái độ co giãn khi mà mặc chiếc áo này cũng lại gọi là tương đối, giúp cho cái việc mình chơi thể thao hay là mình đang làm việc cũng rất là thuận tiện. Ở bên trong của những con tag chính hãng thì áo chính hãng thì thông thường là sẽ có một cái tag ngang như thế quý vị nhé. Tiếp theo thì mã P37 chúng ta thì cùng nhau đến với một cái thương hiệu mà quý vị chắc cũng ít gặp hoặc là gần như là không biết luôn, đó là Nitaku. Nitaku thì đây là một trong những thương hiệu của Nhật Bản. Nếu mà quý vị nào mà chúng ta ở bên Nhật thì chắc là cũng biết đến cái thương hiệu này thôi, Nitaku. Con áo này thì cực kỳ mới luôn quý vị, cực kỳ mới luôn, một con áo thể thao cực kỳ mới luôn. Và Sành Đồ Si nghĩ rằng là 280k là mức giá quá xứng đáng để chúng ta sở hữu cái sản phẩm này. Những cái sản phẩm này thì quý vị đừng so sánh với hàng chợ nhé, tại vì hàng chợ không có cửa đâu ạ. Có thể một con áo hàng chợ nó mới toanh của nó là giá nó chỉ khoảng 250 thôi, nhưng mà nếu quý vị xét về tổng thể cả thời gian dùng lẫn cái chất liệu họ lựa chọn ấy, thì rõ ràng hàng si nó vẫn có một cái gì đó nó đánh bật được cái hàng chợ ra bên ngoài. Tiếp theo cái mã P38 của chúng ta thì đến một chiếc áo gần như là rất là mới của thương hiệu ASICS. Thương hiệu ASICS là thương hiệu có nguồn gốc từ đất nước mặt trời mọc, tức là Nhật Bản đó. Và cái thương hiệu này thì Thành Đồ Si cũng giới thiệu mọi người rất nhiều sản phẩm và rất nhiều bác cũng đã tin dùng những cái sản phẩm của ASICS rồi, nên là không có bàn cãi quá nhiều về thương hiệu này. Nói chung đây là một thương hiệu ngon, bổ, rẻ. Ok. Và con áo này còn rất là mới. Ở phần tay áo thì họ thiết kế cho chúng ta những cái vạch đỏ, trắng và đen như thế này. Thì Sành Đồ Si rất là thích những cái họa tiết này. Mặc dù là Sành Đồ Si là một người không có mặc polo nhiều, nhưng mà rõ ràng khi mà mình thấy có những bác nào mà có những cái họa tiết đơn giản kiểu như này trên cổ áo hay là trên cái tay áo thì rõ ràng mình đánh giá rất là cao. Kiểu cái cách phối đồ của người ta sẽ khác đi một chút. Và ở trong những chiếc polo thì gần như là người ta sẽ cho mình thêm một cái cúc áo nữa, để trái việc tránh mà khi mà chúng ta bị mất cúc thì chúng ta không có cái khúc đồng điệu vào để thay, thì họ luôn cho chúng ta như thế. Chiếc mã P39 của chúng ta thì đây là một con áo mà đến từ thương hiệu là Callaway. Callaway là một trong những thương hiệu mà tài trợ cho cái bộ môn golf rất là nhiều, tức là đánh golf ấy, rất là nhiều. Nếu mà các bác thường xuyên theo dõi ở trên các kênh như kiểu Sky Sport này hoặc là trên một vài những kênh của các cộng thì sẽ thấy rằng là những tay gôn là họ lựa chọn Callaway rất là nhiều trong cái bộ sưu tập của mình, ở bộ quần áo đi đánh gôn của mình. Con áo này thì chất liệu của nó thì rất là mềm nhé, chất liệu con áo này thì rất là mềm, mặc rất là thích, và đồng thời là các lỗ thông khí ở trong con áo này rất là thoáng. Điều đó không nghĩa rằng là quý vị giặt xong thì con áo này sẽ bị co rút hay là bị giãn ra, mà con áo này đúng kiểu dạng một con áo chất lượng luôn á. Và Sành Đồ Si nghĩ rằng với cái độ mới khoảng 98%, đồng thời cùng cái chất liệu này thì cái mức giá Sành Đồ Si đưa ra đã bao gồm ship rồi là hoàn toàn hợp lý. Tiếp theo là mã P40 của chúng ta thì cùng nhau quay trở lại với một trong những cái thương hiệu mà Sành Đồ Si cũng thường xuyên mặc. Đây là thương hiệu Dunlop quý vị ạ, lại quay trở lại với thương hiệu Dunlop. Thì cái thiết kế, mẫu thiết kế của thương hiệu Dunlop này thì riêng con này thì theo kiểu là cổ trụ nhé. Cái họa tiết ở trên cái cổ áo này cũng rất là dễ mặc, như lúc nãy Sành Đồ Si nói rồi ấy. Khi mà có những cái họa tiết trên này thì chúng ta phối đồ nó cũng dễ hơn, có một cái họa tiết nó nổi bật lên hẳn con áo. Con áo này thì theo cái chất liệu đó là nó pha cốt tông cùng với kiểu dạng là chất polyester, nên là trong cái lưới đan giữa các sợi với nhau ở trong con áo này thì sẽ có một độ thoáng khí nhất định. Nó sẽ không hẳn giống kiểu tù như kiểu dạng là 100% kiểu polyester, nhưng mà nó cũng không đến nỗi kiểu như là 100% cốt tông, giặt xong là khả năng giã của nó khá là cao.
Ok, cùng là chất liệu thể thao thì chúng ta chuyển qua một cái con khác nhé. Màu con này ở bên ngoài thì cũng dễ mặc hơn rất là nhiều. Khi mà đưa đến cận cảnh thì mọi người sẽ thấy rằng là con áo đến từ thương hiệu Mizuno này. Con này cũng là một trong những con mà phân cái nhánh của nó dành cho cái dòng golf, tức là cái dòng mà mọi người chơi golf đấy. Đó, những chiếc polo này xuất phát từ cái dòng golf này rất là nhiều, đồng thời mã cầu rất là nhiều. Đây là những chiếc áo của nước ngoài về cái hai bộ môn này rất là nhiều. Đấy, ở bên tay trái thì mọi người nhìn thấy cái dấu này, đó chính là cái logo nhận diện của thương hiệu Mizuno. Và cách thiết kế con áo này cũng rất là đẹp mọi người nha. Con áo này thì có một độ co giãn nhất định, không quá co giãn đâu, nó cũng gọi là co giãn nhất định. Và cái chất vải này thì những bác nào đã từng chơi thì sẽ thấy rằng là mặc khi mặc vào người ấy rất là mát. Đồng thời đó là khi mà chúng ta chơi thể thao ấy thì những con áo này cũng rất là dễ nhanh giặt để khô. Ví dụ như là giặt buổi sáng là trưa là khô luôn rồi, tại vì do cái chất liệu của nó. Mã P42 chúng ta thì cùng nhau đến với thương hiệu là Back Number mọi người nhé. Thương hiệu Back Number thì cái thương hiệu này chuyên làm quần jean này, chuyên làm quần jean này, đồng thời làm một vài những cái phụ kiện khác đi kèm, kiểu như là một là họ sẽ làm những phụ kiện khác đi kèm bao gồm là áo phông, áo polo và làm thêm thắt lưng nữa. Nhưng mà thực ra là mấy cái này là tương đối hiếm tại Việt Nam. Có quần quần jean của Back Number ấy thì hay gặp thôi. Và đây cũng là một trong những chiếc áo mà họ sử dụng cái chất liệu cũng như là cái chất liệu là 100% cotton, nhưng mà cái việc cái vải họ đan ấy thì tông tương đối là thưa, tương đối là thưa. Cái này là Sành Đồ Si nhận diện và đánh giá rằng là cái chất vải của họ là tương đối là thưa, nên là mặc con này cũng rất là mát. Và cái chất này thông thường là Sành Đồ Si cũng không thấy hay gặp đâu, mà nếu có thấy hay gặp thì thông thường cái sản phẩm đã bị hỏng rồi hoặc là bị có vết ố rồi. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với thương hiệu Uniqlo. Thì Thành Đồ Si nghĩ rằng là con áo này hoàn toàn xứng đáng mức giá là 200.000 bao gồm ship, khi mà giá mới của nó là 500.000. Thì khi mà nó chuyển thành high end với condition còn rất là mới như thế này thì thay vì bỏ 500.000 ra, chúng ta có thể bỏ 200.000 đã bao gồm phí ship rồi để sở hữu một con áo của thương hiệu Uniqlo này. Mặc một hai bữa thì những con áo mới thì cũng không khác gì như thế này đâu ạ. Và tất cả hàng hóa tại Sành Đồ Si thì gần như là 100% là đã xử lý qua hết rồi, xử lý qua hết rồi, trừ những bác nào mà chúng ta bảo rằng thôi không cần đâu, chụp cho anh, nếu đẹp thì anh lấy luôn. Thì những chiếc đấy thật sự là chưa xử lý được, thì mấy bác cũng rất là thông thoáng cái tính cách của mình, nên là Sành Đồ Si cũng rất là vui khi được phục vụ mọi người. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau quay trở lại một cái nhánh khác của thương hiệu Valentino. Đây là một con thuộc cái dòng Ruro của Valentino. Thì con này là size L mọi người nhé. Mọi người có thể nhìn thấy cái chiều dài của nó chỉ khoảng 62 thôi và bề ngang của nó 57. Thì chiếc này rất là phù hợp cho những quý vị nào mà chúng ta có cái chiều cao nó tương đối khoảng 1m62, nhưng mà chúng ta lại kiểu cái bề ngang chúng ta lại hơi lớn một tí. Nếu mà mặc size L thì nó lại không có được size L bình thường ấy quý vị, mà chiều dài khoảng 70 thì nó hơi dài quá. Nhưng mà với cái chiều dài khoảng 62 như thế này mà cái bề ngang là 57 sẽ phù hợp cho quý vị nào mà chúng ta khoảng 1m62 thôi, nhưng mà chúng ta hơi béo một tí thì có thể hoàn toàn mặc được, 1m64 vẫn có thể mặc được. Mã P45 của chúng ta thì đến với thương hiệu thương hiệu này chắc là ai cũng biết rồi, thương hiệu con gà, thương hiệu gà trống hay còn gọi là thương hiệu Lego Sporty. Thì đây là một trong những thương hiệu mà có nguồn gốc xuất xứ tại Pháp, và cái chất liệu thể thao con này thì mặc cũng rất là sướng. Con này ở ở bên ngoài thì còn rất là mới quý vị nha, rất là mới, một con áo chính hãng của thương hiệu Lacoste. Cái thương hiệu này thì nếu mọi người mua đồ mới thì mọi người sẽ thấy rằng là nó cũng tương đối là đắt đỏ ấy. Và cái việc chúng ta mua món hàng Lahen này thì tận dụng tức là tận dụng được tối ưu cái tài chính của mình, tức là chúng ta mua sắm cũng nhiều nhiều quần áo nhưng mà rõ ràng là số tiền bỏ ra không quá nhiều, vẫn xài hàng hiệu như mọi người luôn. Và con áo này còn rất là mới, cái chất của nó là cái chất thể thao, do cái dòng của nó là cái dòng Gold Collection, tức là cái dòng mà chuyên chơi gold đấy, chuyên chơi gold, nên là cái chất của nó mặc cũng rất là sướng. Đồng thời là cái form của nó rất là đẹp, cái form của nó rất là đẹp. Ok, mã P46 của chúng ta thì đến với một con áo màu vàng. Và ở bên ngoài thì quý vị sẽ thấy rằng là con áo này màu nó đẹp hơn cái màu mọi người thấy trên clip nhiều ạ. Con áo này đến từ thương hiệu và Valentino Cristi.
thì tức là cái vẫn là cái con áo này của bọn Valentino thôi, nhưng mà nó có fix thêm với bọn Christie này. Thì con áo này Christie này là bọn Pháp, có Valentino thì lại Ý, nên là hai con áo này phối nhau sẽ ra một cái áo con như thế này. Cái bản phối màu này Sành Đồ Si không cam kết rằng là sẽ rất nhiều những bác thích, nhưng mà nếu các bác nào mà thích cái con áo này thì liên hệ với Zalo 0337707398 để chúng ta đặt hàng. Con áo này thì còn rất là mới luôn. Con áo này thì 100% cốt tông nhé. Con áo này 100% cốt tông quý vị nhé. Và con áo này hay ở cái chỗ rằng là cái lỗ thông thoáng của nó cũng rất là tốt, rất là tốt. Nó không bịt kín đâu. Cái lỗ thông thoáng của con này rất là tốt. Mặc thì sẽ rất là mát vào cái trời mùa hè. Thông thường thì khi mà mọi người đi làm ấy, thì Thành Đủ suy nghĩ rằng là mọi người nên có tối thiểu nhiều hơn 3 đến 4 chiếc áo polo để chúng ta thay đi thay lại. Và một phần nữa là khi mùa hè đến thì đặc biệt là những người mà có cái hệ bài tiết giống kiểu Sành Đồ Si, tức là da mồ hôi rất là nhiều, thì chúng ta nên có nhiều hơn những chiếc áo polo để ví dụ sáng thay một cái, chiều thay một cái, mà giặt một tí là lại khô mà, riêng tiết trời mùa hè. Tiếp theo thì chúng ta quay trở lại với mã P47. Con áo này mọi người thấy chữ M có gì đặc biệt chưa ạ? Con này là thuộc cái thương hiệu là McDonald's Collection. Đấy, con này thì gần như ở Việt Nam rất là hiếm. Gần nhất thì Sành Đồ Si xem trên diễn đàn thì những con áo này mọi người bán với giá rất là cao do cái độ quý hiếm của nó tại Việt Nam. Nhưng mà Sành Đồ Si nghĩ rằng là đây cũng là một chiếc áo tương đối là bình thường thôi. Mặc dù cái chất lượng của nó cũng sướng thật và cái thương hiệu của nó thì cũng hiếm, tại vì McDonald's nó làm cái bộ sưu tập cũng hiếm, nên là con áo này còn rất là mới và rất là phù hợp với quý vị nào mà chúng ta có cái khoảng 75 cân đấy, 75 cân, 80 cân thì mặc con này sẽ rất là đẹp ạ. Và nhắc lại mọi người nữa là mọi người nên biết rằng mình mặc những chiếc quần áo như thế nào, thì có thể lấy những chiếc quần áo của mình ở trong tủ ra để chúng ta đo xem là mình mặc dài bao nhiêu thì đẹp, ngang bao nhiêu thì đẹp. Khi mà quý vị biết được những cái thông số cơ bản như thế của bản thân mình thì rõ ràng cái việc quý vị mua sắm hàng hóa ở trên mạng sẽ dễ hơn rất là nhiều. Chẳng hạn như là có thể là mọi người không mua tại Sành Đồ Si mà mua tại một cái nơi khác ở trên Shopee hoặc là trên Lazada chẳng hạn, thì quý vị người ta tư vấn rằng là anh phải mặc size S, size M, nhưng mà quý vị bảo là có bảng size không, đưa cho anh xem anh tự chọn size được, thì rõ ràng là lúc đấy là mình có nhiều quyền quyết định hơn trong cái quyết định mua sắm của mình chứ. Ok, mã P48 chúng ta thì cũng là một chiếc áo mà của thương hiệu là Resort. Đấy, thì đây cũng là một chiếc áo rất là dễ mặc. Con này thì cái chất liệu của nó thì gần giống kiểu dạng lụa mọi người nhé. Đấy, con này thì đặc điểm hay nhất của nó là không bị nhăn, mặc thì tương đối là mát, khi mà chạm vào cơ thể tương đối là mát. Mã P39 của chúng ta cũng là chiếc áo cuối cùng trong cái bộ sưu tập ngày hôm nay. Đây là một chiếc áo đến từ thương hiệu Uniqlo. Thì Uniqlo thì đã nói quá nhiều rồi, bây giờ không muốn nhắc thêm về cái thương hiệu này nữa, tại cái bộ sưu tập này đã có 4-5 con rồi. Nhưng mà những món hàng của Uniqlo thì gần như lúc nào nó cũng theo cái tiêu chí ngon, bổ, rẻ. Và chiếc áo này thì cũng vậy, cũng nhìn rất là đẹp chứ, và rất là ngon, còn rất là ngon. Đấy, đây là một chiếc áo chính hãng của thương hiệu Uniqlo. Chiếc mã này thì có mã là P49, size của nó size L, chiều dài của nó là 72, ngang của nó là 52 và vai là 44. Và trong trường hợp quý vị nhận hàng của Sành Đồ Si mà không vừa ấy, mà muốn đổi trả, thì quý vị vui lòng thanh toán lại khoản ship chiều về giúp Sành Đồ Si là được. Hoặc là trường hợp chẳng hạn như mình có nhờ anh em bạn bè hoặc là nhờ vợ nhận hàng hộ, nhưng mà sau đấy chúng ta mới thấy rằng là em ơi, báo lại Sành Đồ Si rằng là em ơi, áo của anh không vừa, đổi cho anh con khác được không? Ok, nhất trí đổi cho anh luôn, thì em sẽ lên hàng thường xuyên, nên là anh thấy con nào anh cảm thấy ưng và vừa với anh thì anh báo với em đổi cho anh. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn chúng ta đã theo dõi Sành Đồ Si đến tận giờ phút này. Một lần nữa xin chúc mọi người săn được những món hàng ưng ý, chúc mọi người có những phút giây vui vẻ bên người thân và gia đình. Sành Đồ Si xin trân trọng và cảm ơn.